Việt Nam, ngựa chưa được nuôi phổ biến để trở thành gia súc. Tuy nhiên, nhu cầu thịt ngựa hay cao ngựa đang ngày một tăng cao. Cũng chính vì vậy mà việc chăn nuôi ngựa được đánh giá là mô hình rất tiềm năng. Ngựa nuôi ở nước ta chủ yếu là giống ngựa bạch, ngựa cưỡi và ngựa màu. Trong đó, lại có giá trị cao và được nhiều người ưa chuộng vẫn là ngựa bạch. Trại ngựa Từ Nguyễn chuyên cung cấp đa dạng các loại ngựa giống cho các trang trại và cung cấp ngựa thịt cho các lò mổ, nhà hàng trong và ngoài tỉnh Phú Thọ. Ngựa bạch là giống ngựa quý hiếm, ít bệnh tật, không mất nhiều công chăm sóc do nguồn thức ăn dồi dào như cám, gạo, ngô, cỏ. Quy trình chăn nuôi ngựa đơn giản mà lại cho thu nhập cao. Việc chăm sóc ngựa bạch không quá cầu kỳ, chỉ tốn nhiều thời gian. Ngựa nuôi 10 tháng là trưởng thành, nuôi thêm 1 năm có thể sinh sản. Ngựa ăn những thức ăn giống như trâu bò nên có thể thích ứng với mọi địa hình và vùng khí hậu. Được biết đến là một trong những đơn vị chăn nuôi ngựa lớn ở Phú Thọ. Ngoài giống ngựa bạch, trại ngựa Từ Nguyễn còn có nhiều giống ngựa chất lượng như ngựa cưỡi với tốc độ nhanh, sức bền tốt, dẻo dai, linh hoạt và có thể chịu được những hành trình dài, cùng giống ngựa màu có bộ lông đẹp, đảm bảo sẽ cung cấp đúng như yêu cầu của khách hàng với ngựa giống chất lượng, đa dạng độ tuổi, khả năng phát triển tốt và giá bán hợp lý. Ngựa bạch từ 20 đến 30 triệu, ngựa màu thịt giống từ 10 đến 20 triệu và ngựa cưỡi thuần chủng giống từ 25 đến 30 triệu. Con giống tại trang trại chúng tôi đều được nuôi ở các ổ chuồng khác nhau, là loại được phối giống từ nguồn gen quý, đảm bảo chất lượng, được nuôi theo quy trình nghiêm ngặt, tuyệt đối không dùng thức ăn tăng trọng và thức ăn có chất tạo nạc, nên hoàn toàn yên tâm cho người sử dụng. Ngoài ra, trại ngựa Từ Nguyễn còn cung cấp cao ngựa do chúng tôi tự nấu theo công thức gia truyền, nguyên chất 100%, xương sạch, không pha tạp, không chất bảo quản, không phụ gia, không có tác dụng phụ. Xương ngựa nấu thành cao, có hàm lượng đạm trên 80%, có tác dụng chữa suy nhược ở người ốm dậy, người già, đau nhức cần xương, kinh nguyệt không đều, sản phụ, trẻ em còi xương, biếng ăn. Cao xương ngựa của chúng tôi trải qua quy trình nghiêm ngặt, đảm bảo chất lượng và nguồn chất 100%. Hiện trại ngựa Từ Nguyễn cũng đã mở thêm nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn đặc sản về thịt ngựa, giò ngựa, thăng cố Bắc Hà. Toàn bộ món ăn được chế biến theo công thức độc quyền của nhà hàng, tạo cảm giác độc đáo không bị hòa lẫn. Thịt ngựa được nấu mềm tới, có độ ngọt tự nhiên, đậm đà béo ngậy, giữ nguyên giá trị dinh dưỡng cao, giúp trẻ em cứng cáp, nhanh nhẹn, thanh niên cường tráng, người già sống lâu. Bên cạnh đó, trại ngựa Từ Nguyễn cũng cung cấp ngựa thịt với số lượng lớn cho nhà hàng và các lò mổ. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thịt ngựa giúp trẻ em cứng cáp, nhanh nhẹn, thanh niên cường tráng, người già sống lâu. Với mong muốn mang lại giá trị bền vững cho khách hàng và góp phần phát triển nền chăn nuôi hiện đại tại Việt Nam, trại ngựa Từ Nguyễn sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm nuôi ngựa hiệu quả, tư vấn hướng dẫn kỹ thuật chuồng trại, kỹ thuật chăn nuôi cho khách hàng nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao nhất. Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ hotline 0988 637 232, địa chỉ khu 1 thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.